Cái ta cần là hành tinh Arumasu. Có đó ta sẽ có lại được sức mạnh. Vậy nên kế hoạch của chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại, có biết không? Dạ đó. Vì bảo vệ cho hòa bình của vũ trụ, nhất định chúng ta sẽ đánh đổi bọn xấu xa ra khỏi đây. Chúng ta là nhóm 5 người anh hùng. Trời ơi, bên giải ngân hà kỳ diệu. Sao? Sao mình không có câu nào hết vậy? Vậy thì hay quá, hãy giúp tôi. Chuyện gì đã xảy ra với hành tinh Bokuru vậy? Nó đã bị hải tặc vũ trụ tấn công. Chúng đều là những kẻ đáng sợ. Không được, chúng ta phải giúp hành tinh Bokuru. Đội giải bên giải ngân hà xuất phát. Phía nước tấn công. Phải nhất định sẽ không để cho các ngươi cảm đó. Bộ đêm phóng xạ đã được kích hoạt. Đón xem Nobita và những hiệp sĩ không gian phát sóng lúc 20:30 chủ nhật ngày 30 tháng 12 trên kênh HTV3 Dream TV.